Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023, ngày 31 tháng 8, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tại tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Tham gia đoàn có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Tại tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình, đoàn đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ Bác và tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người. Đoàn đã báo công với Bác về những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. 8 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 0,73%, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 2.238 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 73 trên 129 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống của nhân dân các dân tộc từng bước được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình nguyện hứa sẽ tập trung trí tuệ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ.